Đình Bà Búa mến chào bà con nha. Vừa qua Đình Búa mình mới đi thăm hội nghị cái bang bên Nhật Bản Tokyo bà con. Anh ban chủ cái bang bên đó anh mới tặng cho Đình Búa một cây mấy cái cỏ giờ làm kỷ niệm. Con này là hàng trưng bày bên Tokyo nha bà con. Và anh ban chủ cái bang đó anh nói là cái cây này là anh mang theo cả mấy năm rồi mà anh không có xài. Nên là anh tặng cho Đình Bà Búa mình nè để làm kỷ niệm. Hôm nay Đình Búa mình quay lên đây để cho bà con xem nha, để cho anh đại gia nào thích đã cậu bổng thì hốt em nó nha. Em này mình đặt tên cho nó là em đã cậu bổng. Đây, nó là Kirit 2326G nha bà con. Con này nó mới 99,9%. Nó là hàng trưng bày bà con. Đây nó còn cái tem gold nè. Cái tem này là tem gold, có nghĩa là nó là hàng trưng bày đó bà con. Hàng này là hàng trưng bày nha bà con, cho nên là nó chưa có xài, chưa con này nó chưa có xài đâu, bên Nhật là nó chưa đổ xăng luôn. Đẹp dây nhỏ rồi bà con nhìn này thấy không, anh ban chủ cái bang này anh tâm huyết con này lắm bà con, đùa anh tâm huyết lắm á, ốc yết đồ mới chát luôn. Nhưng mà anh khoái Đình Bà Búa mình anh tặng cho mình này, nên là hôm nay mình quay cho bà con xem là bán luôn. Nay chủ nhật bà con bán nhậu, cái quà tặng anh nào tặng cũng bán hết á, bán nhậu bà con, nay chủ nhật mà. Rồi này chắc nửa giây thôi bà con, lên video trong vòng nửa giây rồi, chưa tới nửa nốt nhạc là đại gia không mất rồi. Con này còn đẹp lắm nha bà con, mới chắc luôn á nè bà con thấy không, ốc tán mới chắc luôn, cao su của nó này bà con thấy cao su bình xăng của nó không, còn nguyên si luôn, ốc tiết đồ mới kinh luôn. Rồi em ban chủ cái bang này để coi mình cho bà con xem dây giật nó nè, nó thật giật thử nó nổ không thấy bà con. Con này lùi đầu nó nổ luôn bà con. Rồi chắn cỏ còn nguyên si bà con, chắn cỏ này nó còn tem Nhật luôn á, đẹp. Đẹp lắm. Anh ban chủ cái bang anh nói cái con này nó chạy một ngày có lít xăng bà con, mà không biết phải không, một ngày lít xăng à, mấy cái cỏ mà chạy ngày lít xăng không biết tin nổi không bà con. À, anh kêu con này vú nó chưa phẫu thuật bà con, vú này là vú rinh nha. Vú này chưa có bơm silicone gì đâu, vú bóp sướng lắm bà con nè, bóp vú dài, vú này người ta kêu vú mướp nha bà con, nó dài lắm thấy không nè bà con, thấy không, vú này vú mướp, cho nên là bà con bóp nó sướng, cảm giác bóp là đừng đè vô nha. Vú mướp á là bà con đừng đè, khi nào vú chén bà con mới đè, còn vú mướp này là bà con cầm về bà con bóp nè, đó bóp vậy nè nha, đó bóp vậy nè là xăng nó lên đó, vú mướp. Còn vú chén á bà con mới ấn vô nha, vú chén là ấn vô, còn vú mướp là bà con phải cầm này bà con bóp đó, nó có kiểu hai kiểu bóp nha bà con, bóp vậy nó mới sướng hơn. Rồi con này bồ trắng tinh luôn nha, đó bồ dây giật đồ, ốc tán đồ, con nhìn đây đằng sau đây mới chát luôn, trời ơi lật ngửa em nó lên rồi đó, ốc tán đồ trắng tinh luôn nha, đẹp tôm này bằng nhôm bà con. Dây dây điện dây ga rồi còn mới chắc luôn, gà bóp nữa chứ, con này gà bóp á, lâu lâu lên con cho bà con xem nha. Này gà bóp bà con, gà bóp này nó có hướng dẫn chữ Nhật, bật lên là bật nha, bật xuống là tắt, lên là bật. Rồi để mình quay chi tiết cho bà con xem. Rồi con này bà con khảy cái vậy là nó nổ à, không tại vì con này nó chưa xài mà, nên là hơi nó rất là chuẩn nha, cũng đáng luôn, con khảy vậy là nó nổ thôi. Hàng em nói là hàng Tokyo nha, con này dành cho anh đại gia thôi, mua rồi để ngắm trưng bày rồi con, chứ con này mua rồi xài phí lắm, uổng lắm đó. Hàng Nhật mà hàng đây là nó đợi mấy in ra băng rồi bà con thấy không, hàng Nhật mà. Anh cái bàn này anh bảo cái con này anh mua rồi chủ yếu là đỡ cho mấy đại tử nó mang đi quýnh nhậu mà con, chứ ít khi mà mang đi cắt cỏ lắm, hoặc là mấy chị đại chỉ mang đi đánh ghen rồi vậy. Con này chị em nào mà đi đánh ghen là mua giờ con đi quất cũng được, má ngon lắm á, con này gắn ổ cước vô thôi chứ quýnh ghen là thôi tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi thôi con này dễ nổ lắm nha, đàn bà giật cũng nổ luôn, cho nên là chị em nào kết thì hốt luôn cũng được. Thôi chắc chạy cái nổ
Rồi. Rồi video 5 phút rồi bà con. Con này chắc lên video chắc chưa tới nửa giây là bán mất rồi bà con à. Nên là hên xui nha. Anh nào hên thì được, anh nào không hên thì anh nào hên thì hốt được đó nha. Rồi, hàng đẹp nó ít lắm, không có nhiều đâu. Lâu lâu mới gặp ban chủ tặng được cây thôi chứ không có nhiều đâu nha. Rồi thôi, xin chào bà con.